Và đây là cái hình ảnh mà để so sánh trước và sau khi tiến hành phẫu thuật. Mọi người có thể nhìn thấy là cái phần lợi hở đã được giảm đi rất là nhiều, cũng như là toàn bộ cái phần thân răng nó đã được bộc lộ ra ở cái mức lý tưởng rồi. Xin chào tất cả mọi người, tôi là bác sĩ Huy và tôi đang có mặt tại Nha khoa Thùy Anh. Thì Nha khoa Thùy Anh là một trong những đơn vị chuyên sâu về cái lĩnh vực răng hàm mặt. Khi mà mọi người đi thăm khám răng ấy thì sẽ có hai cái vấn đề mà mọi người thường quan tâm, đó là về phần răng và thứ hai đó là về phần lợi. Về phần răng ấy thì chúng tôi cũng có làm rất là nhiều những cái video hướng dẫn về chăm sóc răng miệng, cũng như là xử lý những cái vấn đề như là răng bị mất hay là răng bị khớp khểnh lệch lạc chẳng hạn. Tuy nhiên thì trong ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu thêm cho mọi người một cái dịch vụ mà Nha khoa Thùy Anh cung cấp, đó là những cái dịch vụ liên quan đến điều trị cái phần lợi. Về phần lợi ấy thì chúng ta sẽ có hai cái vấn đề hay gặp. Đầu tiên đó là cái vấn đề lợi nó bị quá phát, tức là gây ra tình trạng cười hở lợi, đặc biệt là những cái bạn trẻ hoặc là những cái bạn mà có tình trạng xương hàm trên nó phát triển nhiều hơn so với bình thường. Và thứ hai đó là tình trạng lợi bị tụt, tức là sau một thời gian thì các cái phần lợi nó bị tụt và nó gây ra lộ cái tình trạng chân răng. Và trong ngày hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn, đó là trường hợp của bạn Tú đây. Thì cách đây 2 tuần bạn ấy tới với chúng tôi và bạn có nhu cầu muốn sửa cái tình trạng cười hở lợi của mình. Thì cười hở lợi đó là một cái tình trạng bệnh lý về mặt thẩm mỹ, nó không có ảnh hưởng nhiều tới chức năng của mọi người. Tuy nhiên là nó sẽ rất là thiếu tự tin khi mà mình cười lên mà cái phần răng nó bị hở quá nhiều lợi. Thì mời các bạn cùng quay lại gần đây hơn thì chúng tôi sẽ cho các bạn xem cái tình trạng ban đầu của bạn cách đây ở thời điểm 2 tuần khi mà bạn tới khám với chúng tôi. Và chúng tôi đã thực hiện cái điều trị gọi là phẫu thuật lợi để có thể giảm được cái tình trạng hở lợi đó xuống. Và ngày hôm nay chính là cái buổi mà chúng tôi thăm khám lại sau 2 tuần. Thì mời các bạn cùng xem lại đây nhé. Trên màn hình mà các bạn đang quan sát chính là cái tình trạng của bạn Tú khi mà bạn tới với chúng tôi cách đây khoảng 2 tuần này. Thì mọi người có thể thấy là bạn bị cười hở lợi rất là nặng. Theo cái mô tả về mặt chuyên môn ấy thì bạn gọi là bị cười hở lợi ở cả vùng răng trước và cả vùng răng sau. Đó. Ngoài cái tình trạng hở lợi thì cái phần thân răng khi mà mình nhìn thấy ở phía trước này này, nó rất là ngắn. Bình thường cái thân răng của mỗi người ấy thì nó sẽ dài và nó có dạng như là hình chữ nhật hay là hình trứng ấy. Tuy nhiên ở trong trường hợp này thì của bạn nó cái răng nó hơi dẹt 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 dẹt. Do vậy mà ở đây chúng tôi đã thực hiện cái phẫu thuật, đó là đẩy cái phần lợi lên phía trên. Và khi mà chúng tôi tiến hành phẫu thuật lợi ấy, thì chúng tôi sẽ phải có một cái động tác nữa, đó là chúng tôi phải điều chỉnh cái phần phần xương chân răng, tức là cái phần xương mà ôm sát vào các cái phần chân răng phía dưới này. Chính cái phần xương này là cái phần mà nó nâng đỡ cho cái phần lợi bị hở ở phía trên. Thì do vậy mà sau khi mà cắt tỉa một phần lợi nó bị thừa đó thì chúng tôi cũng phải tiến hành điều chỉnh những cái phần gồ xương ở phía trên này. Chính những cái gồ xương này cũng là những cái mà nó đã giúp đẩy cái môi lên, tức là làm cho cái tình trạng hở lợi tăng lên. Và đây chính là cái kết quả ngay sau khi mà chúng tôi tiến hành phẫu thuật cách đây khoảng 2 tuần. Sau khi mà đã tiến hành tỉa đi một phần lợi thừa cũng như là điều chỉnh cái phần đường viền xương cho nó đúng đúng rồi. Thì trong cái phẫu thuật hở lợi này thì nó có một số những cái biến chứng mà mình có thể gặp phải. Một số cái biến chứng mình có thể gặp phải nếu mà mình không có kiểm soát tất cả những cái điều đó thật kỹ. Ví dụ như là sau sau phẫu thuật thì cái điều đầu tiên đó là mọi người sẽ lo sợ nhất, đấy là những cái vùng gọi là vùng tam giác đen ở phía bên này. Những cái vùng mà giữa các cái kẽ răng này nó có thể bị hở ra. Cái điều số 2 nữa đó là sau phẫu thuật ấy thì cái phần lợi này của mình nó sẽ có hiện tượng sưng viêm chẳng hạn, thì đấy cũng là một trong những cái biến chứng, hoặc là những cái biến chứng như kiểu chảy máu sau phẫu thuật ấy. Thì nếu mà mình phẫu thuật mình làm không kỹ thì những cái điều đó nó hoàn toàn có thể xảy ra. Ở đây chúng tôi đã tiến hành cái kỹ thuật, đó là sử dụng một cái kỹ thuật mới trong cái phẫu thuật hở lợi, đó là chúng tôi không có phải cắt cái lợi đi, mà chúng tôi tiến hành gọi là di chuyển cái lợi xuống phía dưới, cũng như là bảo tồn những cái điểm nhú lợi ở phía giữa như thế này, thì nó cũng sẽ hạn chế được những cái biến chứng có thể xảy ra như là biến chứng tụt cái phần lợi ở phần phần kẽ này. Một trong những cái biến chứng nữa mà có thể gặp đấy là cái tình trạng sau phẫu thuật nó có thể gây ra gọi là ê buốt cái chắc cái chân răng nếu mà mình phẫu thuật quá mức, tức là mình đẩy cái lợi xuống quá mức và gây hở các cái phần chân răng này ra, thì nó có thể dẫn đến hiện tượng là ê buốt. Và đây là cái hình ảnh mà để so sánh trước và sau khi tiến hành phẫu thuật. Mọi người có thể nhìn thấy là
cái phần lợi hở đã được giảm đi rất là nhiều, cũng như là toàn bộ cái phần thân răng nó đã được bộc lộ ra ở cái mức lý tưởng rồi. Mặc dù cái mức độ hở lợi có thể chưa hết hoàn toàn, tuy nhiên thì trong cái khái niệm về cười hở lợi ấy, thì những cái nụ cười mà có biên độ hở lợi dưới 2mm thì vẫn được coi là một cái nụ cười đẹp, một nụ cười tiêu chuẩn. Thì bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ cùng quan sát trên miệng để xem chi tiết về cái tình trạng của bạn ở thời điểm hiện giờ nhé. Rồi anh sẽ nhờ Tú một xíu thì anh cho mọi người xem cái kết quả sau phẫu thuật hở lợi 2 tuần của mình nhé. Thì ở đây thì mọi người có thể quan sát gần hơn một tí thì mọi người sẽ thấy đây là cái vết thương sau 2 tuần, em hơi há ra một chút, sau 2 tuần chúng tôi phẫu thuật lợi. Đó. Thì cái điều đặc biệt mà trong cái kỹ thuật mà chúng tôi vừa mới giới thiệu ấy, thì cái vết thương nó sẽ lành rất là đẹp mà không có tình trạng lợi bị viêm hay lợi bị đỏ, cũng như là các cái phần chân răng nó không có bị lộ ra các cái phần tam giác mà các cái phần tam giác ở phía giữa này nó cũng không có bị hở ra. Thì đấy là những cái điều mà lo ngại với những cái bác sĩ phẫu thuật hở lợi nói chung. Thì em cười tươi, em cười đó. Thì với cái tình trạng mà so với tình trạng lúc trước ấy, thì mọi người có thể thấy là hiện giờ cái phần hở lợi nó đã được giảm rất là nhiều rồi. Em cười tươi. Ok. Và toàn bộ cái phần thân răng nó đã được bộc lộ ra rất là tốt như thế này. Bây giờ thì chúng tôi sẽ tiến hành cắt những cái múi chỉ ở phía trong. Em há. Ở đây thì sau khi mà phẫu thuật xong ấy, bao giờ chúng tôi cũng sẽ khâu và cố gắng là khâu theo cái hướng đó là giấu cái múi chỉ ở phía trong như thế này. Thì ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ tiến hành cắt cái múi chỉ này đi. Cái việc mình khâu những cái múi chỉ ở phía trong này thì nó sẽ giúp cho trong quá trình mà vết thương nó lành thì nó không có ảnh hưởng tới cái quá trình mình giao tiếp. Tại vì nếu mà chỉ nằm ở phía ngoài thì có thể là nó sẽ bị lộ ra, và khi mình nói chuyện thì mọi người sẽ biết là mình vừa trải qua một cái cuộc phẫu thuật. Tuy nhiên thì nếu mà mình khâu phía trong như thế này thì gần như là không ai biết là mình đã phẫu thuật đâu. Đó, thì mình sẽ có những cái múi chỉ như vậy. Cái việc cắt chỉ như thế này thì mình không cần gây tê nhé. Tại vì là lúc này thì cái sợi chỉ nó rất là nhỏ thôi, và mình rút nhẹ cái là nó cũng sẽ ra luôn. Vậy là chúng tôi đã cắt chỉ xong cho bạn rồi. Thì bây giờ toàn bộ các vết thương nó đã, đây là những cái mối chỉ mà chúng tôi vừa mới cắt xong này. Đó, thì giờ em cười lên. Thì bây giờ em sẽ cho mọi người, Tú sẽ cho mọi người nói cho mọi người biết một số cái cảm nhận của em trước và sau khi mà mình tiến hành phẫu thuật lợi xem nó như thế nào nhé. Xin chào mọi người nhé, mình tên là Tú, mình sinh năm 2000. Mình bị cười hở lợi từ khi mình học cấp 3, nhưng mà do điều kiện kinh tế lúc đó còn đi học cho chưa có điều kiện nên là mình chưa đi điều trị được. Lúc nào mình cũng có suy nghĩ là mình bị cười hở lợi cho nên là mình không dám tự tin cười tươi. Và mình nhìn xem qua những cái video đấy là mình biết đến nha khoa Thùy Anh này xong. Với các bác sĩ rất là nhiệt tình và trách nhiệm, với lại các trang thiết bị vệ sinh sạch sẽ, cho nên là mình quyết tâm đến đây để điều trị cười hở lợi. Ngay sau khi phẫu thuật khoảng tầm 2 ngày thì mình đã thấy thay đổi dần. Mình cảm thấy nụ cười của mình thay đổi khá là nhiều, cười thì cảm giác tự tin hơn, và cái chân răng của mình nó dài ra khiến khuôn mặt mình cân đối và khỏe khoắn hơn. Mình cảm thấy thay đổi và mình rất hài lòng, mình tự tin để cười tươi hơn trước mặt mọi người và đám đông. Mình đã ăn uống trở lại bình thường cách đây khoảng tầm 5 hôm về trước. Mình ăn uống nhai cảm giác bình thường, răng vẫn khỏe như lúc chưa cắt lợi. Mình thấy thay đổi hoàn toàn cái suy nghĩ, mình nếu mà biết trước như thế mình sẽ đi cắt sớm hơn để thay đổi sớm hơn. Mình chữa cười hở lợi ở nha khoa Thùy Anh với lại các bác sĩ ở đây rất là tận tâm, nhiệt tình, với lại các bạn lễ tân đón tiếp rất là chu đáo. Mình cảm thấy rất là yên tâm sau khi quá trình chữa hở lợi 2 tuần. Mình cảm thấy là chỉ bị cụm lên 2-3 ngày đầu và khó ăn uống 2-3 ngày đầu, còn sau 2-3 ngày đấy mình ăn uống lại như bình thường. Mình không hề hối hận khi chọn nha khoa Thùy Anh để cắt lợi, để chữa cười hở lợi.